Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Centity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DMVPN kết hợp với mgi, NSAP và IPsec để tạo các tunnel kết nối giữa các chi nhánh. Dynamic Multipoint VPN viết tắt là DMVPN là một giao thức của Cisco để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng của các công ty doanh nghiệp để có thể kết nối các văn phòng chi nhánh với các trụ sở chính và giữa các chi nhánh với nhau trong khi vẫn giữ chi phí thấp, giảm thiểu độ phức tạp cấu hình và tăng tính linh hoạt của hệ thống mạng. Trong DMVPN, một router thường được đặt ở trụ sở chính sẽ đóng vai trò là hub, còn các router ở các chi nhánh sẽ là các spoke. DMVPN bao gồm hai thiết kế triển khai chủ yếu. Thứ nhất là hub to spoke, được sử dụng để kết nối từ trụ sở đến chi nhánh, chính là các tam nồ màu xanh trong mô hình của mình. Thứ hai là spoke to spoke được sử dụng để kết nối giữa các chi nhánh là các nổ màu cam này. Đây là các nổ được tạo hoàn toàn tự động. Trong cả hai trường hợp, router hub bắt buộc phải có địa chỉ IP public tĩnh, trong khi router spoke có thể sử dụng IP tĩnh hoạt động. Các spoke đều có các kết nối đến hub thông qua multiple GE tunnel, hub to spoke tunnel, còn các spoke kết nối với nhau qua spoke to spoke tunnel động. Các tunnel này được khởi tạo khi có nhu cầu giao tiếp giữa các chi nhánh. DMVPN sử dụng giao thức NSRP để xác định địa chỉ IP public hiện tại của các spoke. Các spot khi được cấu hình DMVPN sẽ khai báo địa chỉ IP public của mình tới hub và khi các spot cần tạo tunnel với nhau thì chúng sẽ truy vấn địa chỉ IP của các spot khác trên next hop server. DMVPN sử dụng multiple GIE tunnel thay vì GIE để giảm thiểu số lượng tunnel cần tạo. Multiple GIE không có tunnel destination được cấu hình, nên Multiple GIE sẽ sử dụng NSRP để xác định IP đích khi cần khởi tạo tunnel. Ok, như vậy chắc các bạn cũng đã hiểu cơ bản về DM VPN. Bây giờ mình sẽ cấu hình một mô hình đơn giản gồm 4 router. Một router ở trụ sở chính đóng vai trò là hub và là next hop server chứa cơ sở dữ liệu NSRP và ba chi nhánh Spock, Giải API mình sử dụng cho tunnel là giải 10.0.0.0 24. Trong đó router ở hub sẽ có IP public là IP tĩnh, còn các router ở brand sẽ là IP động. Mục tiêu của chúng ta là kết nối các chi nhánh tới trụ sở chính và tạo các tunnel động spoke to spoke khi các chi nhánh cần giao tiếp với nhau. Các tunnel này được mã hóa bằng IPsec để bảo mật dữ liệu. Cơ bản để cấu hình DM VPN thì chúng ta sẽ có 4 bước. Bước 1 là cấu hình DM VPN trên router hub và next hop server trên router tại trụ sở chính. Bước 2 là cấu hình DM VPN spoke trên các router chi nhánh. Bước 3 là cấu hình IPsec VPN và gán vào multiple GIE để bảo mật dữ liệu khi truyền qua tunnel. Bước 4 là cấu hình định tuyến giữa các DM VPN, MCI tunnel, sử dụng các giao thức định tuyến động hoặc tĩnh đều được. Ok, giờ mình sẽ đi vào chi tiết cấu hình trước tiên mình sẽ cấu hình dmvpn trên router hexaorder router này đóng vai trò là hub trên hub thì chúng ta chỉ cần tạo một interface tunnel để kết nối tới tất cả các chi nhánh mình sẽ sử dụng tunnel không đặt ip cho tunnel mình sẽ bật xác thực cho NSAP. để cho phép chuyển tiếp lưu lượng multicast qua các tunnel, các bạn sử dụng lệnh IP Map multicast dynamic. Việc này giúp cho DMVPN hỗ trợ các giao thức định tuyến động như EIGRP, OSPF để cập nhật thông tin về các mạng nội bộ của các chi nhánh khi có sự thay đổi. Lệnh IP NHAP Network trừ ID1 dùng để xác định DMVPN. Các router khi tham gia vào DMVPN phải có chung Network ID này. Tiếp theo là chỉ định tăng nổ suộc. Đây là IP public trên hub. Các bạn lưu ý là IP này phải là IP tĩnh nhé. Trên các support thì các bạn có thể sử dụng IP public là IP động. Đối với DMVPN thì chúng ta không cần chỉ định tăng nổ desk. Nó được thay thế bằng lệnh tăng nổ mốt GIE Multipoint để sử dụng Multiple GIE thay cho GIE. Như vậy là trên router hub mình đã cấu hình xong. Bây giờ mình sẽ cấu hình trên router Branch 1. Mình vẫn sử dụng tan nổ không. Đặt IP cho nổ Phần O của NSAP thì các bạn cần cấu hình giống nhau trên cả 4 router nhé. Tương tự, bật tính năng cho phép gói tin multicast lên. Tiếp theo chúng ta cần map địa chỉ IP public và địa chỉ NSS của router hub bằng lệnh IP uh, map. IP tunnel là 10.0.0.4. IP public là 4.4.4.4. Đối với gói tin multicast thì các bạn cần chỉ định các support chỉ được gửi gói tin multicast tới hub chứ không được gửi giữa các support. Tất cả gói tin multicast phải được gửi đến hub xử lý sau đó mới cập nhật xuống support. Mình sẽ map gói tin multicast vào IP của hub Network ID của NSAP thì các bạn cấu hình giống trên hub. Sau đó chỉ cho router support biết địa chỉ IP của next hop server để truy vấn cơ sở dữ liệu NSAP khi cần tạo tunnel với các support khác. Do trên support có thể sử dụng IP public là tĩnh hoặc động, do vậy tunnel suộc chúng ta sẽ cấu hình là interface khi IP1 thay đổi, Spock sẽ cập nhật IP này lên NSS thông qua cổng E0-0. Với IP tĩnh, chúng ta có thể chỉ định luôn địa chỉ IP1 trong lệnh này hoặc sử dụng interface cũng được. Cuối cùng là chuyển mode GIE sang multiple GIE. Ok, trên brand 1 như vậy là xong. Đối với brand 2 và 3 thì chỉ khác nhau về IP của Tunnel thôi, Do vậy thì mình sẽ copy lệnh trên brand 1 cho nhanh nhé. Các bạn có thể show run interface tunnel 0 để copy. Mình sẽ sửa lại IP tunnel cho brand 2. tương tự với Brand 3. Ok, như vậy là mình đã cấu hình xong. Để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng lệnh show DMVPN. Mình sẽ kiểm tra trên hub trước các bạn có thể thấy hub đã tạo ba tan nổ xuống ba router brand và các brand cũng đã update ip public của mình lên hub nếu các bạn để ý thì trên Spock mình cấu hình tan nổ suộc là interface chứ không trỏ thẳng ip one khi đó thì các Spock sẽ tự động update ip one của mình vào cơ sở dữ liệu nsap trên hub để các Spock khác có thể truy vấn khi cần mình sẽ kiểm tra trên brand 1 trên Brand 1 thì hiện tại mới chỉ có một Tunnel nổ tới H Tunnel nổ này là Tunnel nổ tĩnh nên sẽ có ký hiệu là S nghĩa là static khi các bạn kết nối giữa các chi nhánh thì sẽ có thêm các Tunnel nổ khác với attribute là D nghĩa là dynamic lát nữa sau khi cấu hình định tuyến xong mình sẽ sâu lại giờ mình sẽ cấu hình IPsec để bảo mật cho DMVPN nếu các bạn chỉ cấu hình DMVPN thông thường thì dữ liệu khi đi qua Tunnel nổ sẽ không được mã hóa dẫn đến hacker có thể dễ dàng bắt và phân tích gói tin. Phần cấu hình IPsec thì mình cũng mô tả khá chi tiết trong video về GIE Tunnel rồi. Do vậy thì mình sẽ cấu hình luôn mà không mô tả chi tiết về lệnh nhé. Các bạn chỉ cần cấu hình tương tự trên cả 4 router giống nhau là được. Các bạn cấu hình địa chỉ IP là 0.0.0.0 do các chi nhánh trong mô hình sử dụng IP động nên phải để 0.0.0.0 để mark tất cả IP nhé. Cuối cùng mình sẽ cấu hình định tuyến để các router biết khi nào đẩy gói tin qua DMVPN Tano. Chúng ta có thể cấu hình định tuyến tĩnh hoặc động như EIGRP, OSPF đều được, do đã cho phép gói tin multicast đi qua Tano bằng lệnh IP map multicast dynamic ở trên. Trong bài lab mình sẽ sử dụng định tuyến tĩnh cho đơn giản. Trên các router thì các bạn chỉ cần trỏ các giải nội bộ thông qua IP của Tano là được. Ok, giờ mình sẽ ping thử từ brand 1 sang brand 2. Ping OK. Mình sẽ sâu lại đi MVPN trên Brand 1. Các bạn có thể thấy trên Brand 1 đã có thêm một tunnel sang Brand 2. Và tunnel này là tunnel động với attribute là đi. Mình sẽ ping thử sang Brand 3 Ping OK. Sâu lại trên Brand 1. Brand 1 đã tạo thêm một tăng nổi động với Brand 3. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng DM VPN trên router Cisco. Nếu các bạn gặp khó khăn gì, có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.